cao non mà chúng ta có thể làm quải được. Còn cái buông cao này là không làm được bởi vì rất là già. Dù đã mua hoa cao non nhưng mình cũng không yên tâm. Nghĩa là sau khi chúng ta đã lựa một buồng cao non rồi, về thì là các bạn cũng phải ngắt bỏ bớt đi cái phần đầu và lấy cái phần lõi phía trong, ngắt một cái khoảng ngắn vừa ăn như thế này. Thử cái tay để biết cái nón. Dạ, chúng ta phải dùng bàn tay để ngắt chứ không được dùng kéo hay dùng dao để là tách rời ra, bởi vì chính cái sự tiếp xúc trên đầu ngón tay chúng ta sẽ đo lường được thế nào là mềm mại và thế nào là non và thế nào là già. Rõ ràng khi mà tôi ngắt cái buồng cao già này thì nó cứng và nó dai lắm ạ. Thưa các bạn, đặc biệt là hoa cao nó rất là sạch sẽ, cho nên sau khi đã tước bỏ cái phần đầu ngọn ra thì chúng ta lấy toàn bộ cái hoa cao này. Với một buồng cao thì mấy trái chanh cô? 3 trái chanh. 3 trái chanh mà các bạn nhớ tìm mua chanh Đà Lạt để cho nó không có bị đắng. Và một chút xíu muối. Ngâm trong thời gian bao lâu ạ? Ngâm trong thời gian 20 phút mà có thể là nửa giờ cũng được, bởi vì nó lâu mềm, nó cứng lắm. Chúng ta sẽ ngâm cái dung dịch này trong khoảng từ 20 phút đến nửa tiếng đồng hồ. Sau đó thì chắt bỏ cái phần nước ra và cho cái phần hoa cao đã được ngâm chanh và muối vào trong cái dĩa sâu lòng như thế này. Đặc biệt bởi vì đây là một cái món ăn mang tính bài thuốc, cho nên cái vị ngọt không được sử dụng đường, mà cô Hà sử dụng là giá để lấy cái vị ngọt. Bởi vì cái hoa cao này, cái vị của nó, cái tính chính của nó là có chát, cho nên để dung hòa cái tính khí âm dương trong món ăn bài thuốc thì cô đã sử dụng thêm giá để làm cái vị ngọt cho nó. Chúng ta để mè đã được rang chín nhỏ, hành tím sắc mỏng lát, hành tây sắc lát mỏng, rau thơm sắc mỏng, thịt nạc heo chúng ta luộc sắc sợi, tôm các bạn sắc thật là nhuyễn, bằm nhỏ lại, trộn chung vào trong cái dĩa gỏi. Một muỗng tiêu, một muỗng muối, có thể thêm một chút nước mắm, 6 muỗng cà phê nhỏ, nước mắm, và các bạn trộn đều lên. Cô Hà đã sử dụng thêm là cà rốt và đu đủ, các bạn sắc sợi thật nhuyễn và sau đó ngâm giấm hả cô ạ? Dạ, ngâm giấm và dắt ráo lại rồi các bạn trộn chung vào. Thưa các bạn, gỏi hoa cao sau khi đã được nêm nếm xong và trong quá trình để chờ cho nó được ngấm gia vị thì cô Hà sẽ giới thiệu cho chúng ta cách thức chạm trổ hình rồng. Ở đây là cái chân nắm mỏng của con rồng, và đây là cái vây của con rồng, và đây là mây tỉa bằng su trái, và đây cái đầu rồng tỉa bằng củ su su, và chúng tôi là không có màu vàng, phải nhuộm bằng bột lông và cái bột nghệ. Ở đây hầm răng con rồng, tôi muốn con rồng cười cho vui, đó làm mũi toái, cổ của con rồng tỉa chạm bằng cà rốt. Đây là cái đuôi rồng, cũng là chạm bằng cà rốt. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi là cô Hà đang bắt đầu chuẩn bị cho tác phẩm của mình.